Dương Cẩm Linh mặc đầm cắt ao khoe eo. Diễn viên Dương Cẩm Linh chọn trang phục đơn sắc, thiết kế tôn hình thể mảnh mai khi đến sự kiện của MC Trần Anh Huy tối ngày 21 tháng 11. Dương Cẩm Linh được khen tươi trẻ, rạng rỡ, xứng đôi với Trần Anh Huy dù chênh lệch 10 tuổi. Dịp này, cô bận rộn nhưng vẫn sắp xếp đến chúc mừng đàn em khởi động dự án mới. Theo cô, ngoài những lần hợp tác trên sân khấu, cả hai là chị em thân thiết ngoài đời. Trần Anh Huy có biệt danh Quý Ông Tia Chớp, hoạt động showbiz trong nhiều vai trò MC, diễn viên, vũ công. Anh từng vướng tin đồn tình cảm với Miu. Tại sự kiện, Dương Cẩm Linh tự tin đọ dáng các mỹ nhân kém tuổi. Cô cho biết bí quyết giữ hình thể sau hai lần sinh nở là tập yoga và thay một số bữa phụ bằng trái cây, rau xanh. Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo cũng có mặt. Cô chọn trang phục màu trung tính, thiết kế lạ mắt, khoe trọn vòng eo săn chắc. Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Cô tập trung công việc ngoài nghệ thuật để có thu nhập ổn định nuôi hai con sinh đôi. Từ một vũ công, biên đạo múa, Phạm Lịch chuyển hướng ca hát và ít nhiều gặt hái thành công. Gần đây, cô góp mặt trong show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng nên càng được khán giả chú ý. Phạm Lịch khuấy động không khí sự kiện bằng bản hit Là Anh Từng gây sốt nền tảng mạng xã hội TikTok. Người mẫu Bảo Thịnh cũng đến chúc mừng Trần Anh Huy. Cũng tại chương trình, Trần Anh Huy thân thiết với cô gái được cho là người yêu tin đồn của anh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.